Hai, xin chào tất cả anh em nha. Bữa nay mình đang chuẩn bị soạn làm combo full vàng áo ha, bóng nhám đẹp 2/10 là cho anh khách ở tỉnh là về ảnh xuống áo. Thì bây giờ đang bài ra để kiểm bill là một lần cuối cho khách và bắt đầu đóng thùng đó, rồi ra chành xe gửi cho khách thôi. Thì cái clip này mình đã nói rất là nhiều về cái phần vàng áo E2/10 rồi. Thì cái phần vàng áo của nó đầu hãng thì các bạn đều biết rồi, giá nó lên xuống thất thường lắm. Có lúc thì nó lên giá xăng như tháng rồi đó, tháng rồi là nó lên rất là cao đó. Bây giờ thì nó giảm xuống một phần rồi đó, là những bạn mua trong tháng này là sẽ đỡ hơn ha. Thì dưới đây á, là cái vàng áo xanh GB xanh đen ha. Là khách này là không có lấy tem, trong đây là không có tem, về khách tự dán thì do nhu cầu anh em thôi. Nếu mà anh em muốn đi cái tem jean á thì anh em có thể mua kịp thêm tem jean đó, thì giá tem jean nó mấy trăm nghìn á. Còn mà anh em muốn mà về á, anh em tự phối là cái tem theo ý của anh em á, thì anh em khỏi cần mua tem ha. Anh em về anh em tự dán tem ở ngoài, tem ba lớp, nếu mà dán lên xe thì thường thường lấy 350 một bộ á. Thì mình sẵn nói luôn, cái phần mà full vàng áo á, bóng nhám á, là nó sẽ không có tính cản nha. Cản là mình mua thêm đó, cản là mình mua thêm. Đây cái cản đây đó, rất là nhiều anh em hỏi mình là full vàng áo bóng nhám là có đồ màu á, là có luôn cản hay không. Đó là không có cản ha, cản là thường thường mình mua thêm ha, đó mình nói rõ luôn. Còn về cái phần đèn á, là khách này đi là đèn trước sau xi nhan zin hết đó, không có đi đèn đồ chơi. Nếu mà các bạn mà muốn đi đèn đồ chơi á, thì các bạn có thể là chọn đèn Z-Bass ha, Z-Bass 2 tầng á đó. Và cái đèn sâu thì các bạn có thể đi đèn Anis hoặc là AB đó. Còn xi nhan các bạn có thể đi xi nhan của thằng Z-Bass cũng được, là hiện tại cái mẫu mới bây giờ rất là đẹp, giá chỉ có 380.000 một cặp thôi. Lấy gì mà nói cặp đèn xi nhan đây. Đây. Để mình lấy cái cặp đèn cho các bạn xem. Thì các bạn có thể là nếu mà muốn đi đèn kiểu á, thì cái giá nó cũng xem so với cái đèn zin mình nó không có bao nhiêu hết. Thì cặp đèn này á, thì nó rất hẩm dài, nó rất là hot ở trên mạng luôn. Đó, hẩm dài, cái đèn mình bán rất là nhiều. Thì nhìn phía ngoài vào á, cái đèn cái màu trắng cam của nó á, là nó như cái đèn của thằng Hy Lạp vậy đó các bạn. Đó, rất là đẹp các bạn thấy không. Thì cái này á, các bạn về các bạn cái xi nhan và cái đờ mi zin các bạn gắn qua xài lại ha. Đó, thì trong đây của Z-Bass á, thì mình sẵn nói rõ luôn là sẽ không có cho theo đèn đờ mi ha. Đó, các bạn về các bạn gắn qua các bạn xài lại thôi. Thì một bộ như vậy á, một cặp hai cái là 380.000. Đó, tùy theo các bạn, nếu mà các bạn không muốn đi cái đèn zin á của ngày 2/10 á, thì các bạn có thể muốn đi cái xi nhan Z-Bass thì nó tiết kiệm ha. Còn mà các bạn muốn đi zin của Hy Lạp á, cái mẫu này mà zin của Hy Lạp nó tới 3 triệu mấy lần. Đó. Nhưng mà hàng Z-Bass thì anh em xài rất là yên tâm rồi. Đó, tại vì chính hãng của Z-Bass là nó chuyên sản xuất những cái mặt hàng này. Đó, nên là cái chất lượng rất là cao, nhưng mà giá thành nó rất là bình dân ha. Đó là lý do tại sao mà cái mẫu mặt hàng mà đèn của Z-Bass mình bán rất là chạy tại shop. Thì mình bán theo giá của công ty thôi ha. Bảo hành thì mình bảo hành theo chế độ công ty luôn. Nhưng mà cái đơn này là khách đi zin hết, khách muốn dọn là thành một con zin. Thì bao gồm là cái phần vàng áo nè, mũ nhám nè, và cái phần ghi đông sọ khỉ. Ghi đông sọ khỉ thì mình cũng không bắt buộc các bạn mua đâu. Nếu mà các bạn mà kinh tế eo hẹp, các bạn dọn theo kiểu mà học sinh sinh viên á, các bạn có thể không thay cái ghi đông sọ khỉ này cũng được ha. Đó, các bạn chịu khó mod lại cái phần ghi đông của mình. Còn nếu mà các bạn mà đã dọn rồi á, thì muốn cái form đầu của mình nó đẹp á, cái dáng cái đầu đèn của mình nó đẹp á, nó chúi xuống á, thì nhiều bạn không phải bạn nào cũng biết mod ghi đông zin xuống đâu ha. Đó, thì các bạn có thể là bỏ thêm vài trăm nữa, các bạn mua một bộ ghi đông sơ khỉ luôn, nó không có bao nhiêu tiền hết, có mấy trăm nghìn à nha. Đó, các bạn về các bạn ập vào, các bạn ập cái đầu trước sau vô như zin thôi ha. Còn về cái phần đồng hồ thì các bạn có thể đi đồng hồ zin đó, hoặc đồng hồ của hàng Uma ha. Đồng hồ Uma thì bên mình có Uma 11 á, là bảo hành anh em 6 tháng lỗi đứng kim. Đó, giá mình bán là 780.000 một cái tại shop. Rồi, tất cả là nguyên siêu. Đây là cặp đèn xi nhan zin nè, đó, khách muốn đi zin.
Thì những bạn nào mà muốn mua hàng, muốn tư vấn về cái đồ mà ẹt xuống áo, hay là các bạn đi ẹt jean, ẹt nhỏ jean đó, các bạn muốn dọn mới lại, thì các bạn có liên hệ Zalo số điện thoại của mình là 0965885145 ha. Đó thì cứ nhắn tin qua Zalo, nhân viên mình tư vấn và báo giá tại đó nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu là mình kiểm là cái lần cuối mà mình cho vô thùng và đóng đi cho khách thôi. Rồi cảm ơn các bạn xem hết video này. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha.